Bạn nào đang bị mụn chai như thế này thì mình chắc rằng có đến 95% các bạn dính đến một hoặc cả ba nguyên nhân sau đây. Nếu như các bạn tránh được ba nguyên nhân này thì tỷ lệ các bạn bị mụn chai rất là thấp. Và nếu như các bạn lỡ bị mụn chai rồi thì trong video này mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trị mụn chai luôn nha. Thực ra trong y văn chúng ta không có từ mụn chai đâu các bạn. Tuy nhiên trải nghiệm thực tế thì sẽ thấy có những cục mụn nó rất là lì lợm, nó cứ nằm nhây ở đó mà nó không mất đi thì chúng ta gọi nó là mụn chai. Về cơ chế của việc hình thành mụn chai đó là do sự dày sừng, các lớp tế bào sừng nó sẽ sắp xếp chồng chất lên nhau lên cái vị trí mụn chai, khiến cho cái cục mụn nó không có trồi ra được, còn nhân mụn thì vẫn ở bên trong không được khai thông ra. Vì thế khi các bạn sờ vào những cái nốt mụn đó, các bạn sẽ thấy nó dày, nó cộm lên, còn nhân mụn nó sẽ nằm sâu ở phía dưới da. Vậy thì nguyên nhân đầu tiên khiến cho các bạn bị mụn chai đó là các bạn bôi sai loại kem trị mụn và bôi sai cách. Ví dụ như các bạn bị mụn viêm không đầu hoặc là mụn viêm không có nhân, các bạn sử dụng benzoyl peroxide có nồng độ cao 5-10% và các bạn lấy một lượng kem rất là lớn bôi lên cái vùng mụn mà đang sưng thì nó sẽ tiếp tục kích hoạt tế bào sừng trên cái bề mặt mụn và khiến cho mụn nó bị chai hơn. Nên benzoyl peroxide nó sẽ phù hợp nhất cho những bạn có mụn viêm đầu trắng như thế này. Và khi mà bôi, các bạn đừng lấy một lượng quá lớn mà chúng ta chỉ nên bôi một lớp mỏng lên thôi nhé. Nguyên nhân thứ hai đó là các bạn có xu hướng tiếp xúc liên tục hoặc là ma sát lên những cái cục mụn đó. Ví dụ như mỗi khi mà các bạn có cục mụn viêm đi, các bạn sẽ có xu hướng là soi gương thiệt là nhiều nè, kiểm tra xem sờ xem từ hôm nay mày sao rồi, mày đã chín chưa. Hoặc là mỗi lần các bạn rửa mặt á, các bạn cũng có xu hướng là rờ lên những cái cục mụn đó để xem thử này nó ổn không. Hoặc là các bạn có xu hướng chống cằm nè, và chúng ta sẽ cãi gãi lên cái cục mụn đó, thì những cái hành động này nó sẽ làm tăng cái tế bào sừng ở trên bề mặt mụn, khiến cho cục mụn nó sẽ bị chai hơn. Nguyên nhân thứ ba là các bạn có xu hướng nặng mụn viêm, đặc biệt là mụn không nhân. Các bạn sẽ nặng sao hết sức mình sinh, nặng cho hết máu bầm nè, sử dụng ống tre hoặc là những cái tuyếp ống nhựa để mà hút máu bầm ra, với suy nghĩ rằng là phải hút được nhiều máu bầm thì càng tốt, khiến cho tình trạng viêm nó nặng hơn, nó đi sâu xuống và lan rộng ra, không những bị chai mụn mà còn bị sẹo nữa. Vậy thì nếu như các bạn tránh được ba thói quen này thì tỷ lệ các bạn bị mụn chai nó rất là thấp. Mà nếu như đã bị mụn chai rồi thì chúng ta cần phải xử lý sau đây, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đầu tiên là cách xử lý tại nhà nhé. Chúng ta sẽ sử dụng BHA ở nồng độ cao để làm giảm viêm, thông thoáng lỗ chân lông và tạo điều kiện để cho cồi mụn nó được đẩy lên. Cụ thể là các bạn có thể sử dụng Tremicopil salicylic acid, chúng ta bôi lên cái nốt mụn đó, kết hợp với việc các bạn sử dụng tazoretin để có thể làm bạc sừng, bong vảy, thông thoáng lỗ chân lông và gom cồi mụn. Thứ hai là chúng ta có thể thực hiện phương pháp chích rạch để mà lấy cái nhân mụn đó ra. Các bạn phải đảm bảo cho mình là các bạn phải sạch nè. Thứ nhất là sử dụng găng sạch, thứ hai là phải có sát khuẩn bovidin. Còn nếu không thì các bạn có thể đến gặp chuyên gia để họ thực hiện những phương pháp đó. Ngoài ra thì còn có một số phương pháp như là mesomụn hoặc là tiêm corticoid trực tiếp vào trong cái nốt mụn đó, dành cho những bạn mà chỉ có vài nốt mụn chai thôi. Còn bạn nào mà số lượng mụn chai nó quá nhiều, mức độ viêm nặng thì lúc này các bạn cần phải đến gặp bác sĩ da liễu để được hướng dẫn uống isotretinoin nhé.